Xin chào anh em, chào mừng tất thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của MG đồng hồ. Ngày hôm nay thì uh, MG gửi tới cho anh em uh, hai mẫu dòng sản phẩm đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko nhá. Và đặc biệt là trong video ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ đến với cái thương hiệu dòng Preset, nó một cái bộ sưu tập Preset của nhà Seiko. Cụ thể ở đây thì MG đang có uh, hai mẫu. Đó, hai mẫu đều là cái phiên bản mã SARI 155 luôn thì đối với hai mẫu giò phiên bản này thì em duy đang có một chiếc là hàng nước còn hộp và một chiếc là hàng mới cũng hàng mới thì tất nhiên thì nó sẽ có đầy đủ hộp sổ rồi các đấy em đang có tình trạng là hàng mới và hàng nước Đó, hai con này nó y chang nhau luôn các anh nhá hai con này nó y chang nhau luôn nhưng mà cái con bên tay trái của em đây là con này nó là hàng mới thì cái hàng mới này thì hiện tại em đang để cho anh anh em mức giá là 7 triệu rưỡi còn cái chiếc hàng nước này thì hiện tại thì nó đã có xước rồi thì em sẽ để cho anh em mức giá là 6 triệu rưỡi thôi cho một con phiên bản hàng nước và À, một cái điểm chung là hai chiếc này thì nói chung là nó y như nhau mà đấy y như nhau đều là size 40 rồi này đều là bản made in japan rồi và cái mã của nó đều là Sri 155 thì nếu như mà anh em là muốn chơi tiết kiệm hơn thì có thể là tham khảo qua con hàng nước như thế này nói thật là sức của nó thì nó cũng không có sức nhiều lắm đâu anh em đấy nó sức ít thôi còn con hàng mới thì tất nhiên thì mới thì cái gì nó cũng hơn rồi các anh máy móc rồi nè à, mọi thứ nó sẽ ổn định hơn các anh ạ đó và về tổng quan hai chiếc này thì anh em sẽ có một cái mặt dial dòng preset này Nên là cái mặt dial của nó đẹp lắm Orange thì nó không có tuổi Orange Star thì nó không có tuổi với cái dòng Seiko preset này đâu Tại vì là những cái dòng preset thì cái đường vân của nó đa số là những cái đường vân gọi là hiếm hiếm thấy thôi Như điển hình ngay trước này thì anh em sẽ có một cái màu mặt xanh disc blue xanh ở giữa và hai bên thì nó sẽ có viền đen Và hai chiếc này thì anh em sẽ có là mặt vân vải rồng nữa Đó đều có độ cơ open heart góc hướng 9 giờ các anh nhé đều có nội cơ luôn kính của chiếc này thì anh em sẽ có được trang bị đó là mặt kính hắt lách cong kính hắt lách cong thì nó sẽ chống va đập rất tốt đó, giúp cho cái sản phẩm của anh em nó sẽ giữ được cái độ bền cao hơn các anh ạ và về mặt đáy của chiếc này thì em sẽ có là mặt đáy nội cơ đó mặt đáy nội cơ chiếc này thì anh em sẽ có máy là 4R38 thì for bản này là bản nội địa nhật made in japan nhé sai mặt là size 40 mm đấy size 40 thì nói thật là một cái form size quốc dân rồi anh em nào cũng có thể nên tay được trang bị một bộ dây da quá mềm mại quá dẻo dai các anh ạ con này dây da của nó mềm lắm các anh nên tay một cái là nó vừa tay luôn mã của hai chiếc này đều là SARI 155 các anh có thể tham khảo qua đấy với mức giá hiện tại thì em duy để cho anh em mức giá chỉ có là một chiếc hàng mới đây hàng mới nhá thì là 7 triệu rưỡi còn chiếc hàng nước thì là 6 triệu rưỡi đấy anh em muốn chơi bản nào cũng được thì em duy luôn luôn hỗ trợ cho anh em và địa chỉ của cửa hàng của em là ở ngõ 140 Nguyễn Xiển Thanh Xuân thành phố Hà Nội anh em nào mà ở Hà Nội muốn đến xem trực tiếp thì có thể là uh, đến địa chỉ của em hoặc là nếu như mà anh em nằm ở xa nhé thì bên em đều có ship code đi toàn quốc hỗ trợ cho anh em anh em cọc trước giúp em là 200 và cho em xin thông tin em gửi hàng đi là được anh em nhé Cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn